Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục đối diện nhiều khó khăn thách thức, với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, ngành công thương bằng nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ Công Thương cho biết, sản xuất công nghiệp đã phục hồi 98,8% so với cùng kỳ năm 2022, thời điểm kinh tế bùng nổ sau quyết định kịp thời của chính phủ mở cửa nền kinh tế vào tháng 3 năm 2022. Trong đó, 48 trên 63 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, một số trung tâm công nghiệp lớn của cả nước như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã khôi phục đà tăng trưởng. Về hoạt động xuất nhập khẩu, trong bối cảnh khó khăn chung của thương mại toàn cầu, cán cân thương mại đạt mức xuất siêu kỷ lục 12,25 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 11 lần so với mức thặng dư 1,16 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm trước, góp phần ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô của nền kinh tế. Thị trường trong nước phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 6 tháng đầu năm tăng 10,9% so với cùng kỳ, đáp ứng cơ bản hàng hóa thiết yếu cho người dân, tiếp tục là điểm sáng, hỗ trợ quá trình phục hồi tổng cầu và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa suy giảm. Để hoàn thành các chỉ tiêu được chính phủ giao cả năm 2023, trong bối cảnh tình hình 6 tháng cuối năm còn diễn biến phức tạp, thuận lợi và khó khăn đan xen, ngành công thương sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01 của chính phủ, từng bước tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn và an sinh xã hội trong tình hình mới, tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường, tìm đơn hàng mới để tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất cho các doanh nghiệp, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực phát triển công thương địa phương, xúc tiến thương mại, phòng vệ thương mại, quản lý cạnh tranh, quản lý thị trường và các mặt hoạt động khác, đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.